Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn model xe SPA. Model này là xe SPA 1 tấn và xe SPA 20 kg. Đây là đại diện cho hai cái model. Về thiết kế lốp xe Z này thì hiện tại nó đang có 6 kích thước khác nhau. Bây giờ tôi sẽ zoom cho các bạn xem về một cái catalog. Đây là một cái catalog từ 10 tới 20 kg, xe cùng một kích thước và sử dụng là phi 6. Từ 50 kg tới 100 kg là sử dụng là phi 6, cũng là một kích thước khác nhau. Rồi từ 200 cho tới 500 kg là một kích thước và sử dụng là phi 12, ren 1.75. Rồi ở 1 tấn sử dụng phi 12 là 1.75, nhưng mà kích thước thiết kế này nó sẽ khác hơn về độ dày ở đây. Và 2 tấn tới 3 tấn là kích thước thước khác và sử dụng phi là phi 18 1.5. Rồi đây là con 5 tấn sử dụng phi 24. Rồi ở trên này, trên datasheet có để và tension and compression thì cái này nó có thể vừa kéo và vừa nén được. Rồi nó tiêu chuẩn bảo vệ là IP66, ví dụ từ 10 kg tới 20 kg là vật liệu bằng nhôm, tuy nhiên từ 50 kg tới 5 tấn là sử dụng vật liệu bằng thép nha các bạn. Rồi sử dụng là thiết kế có 4 dây chính thôi, còn nó có thêm một cái cọc dây siêu nữa. Đây các bạn có thể thấy đây, 4 dây chính, một sợi dây siêu. Về thiết kế dây thì dây ở đây để cable là từ 0.5 tới 5 mét tùy theo cái kích thước của cái lốp xe. Rồi đây là một cái datasheet, bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn về cái lốp xe này. Đây là xe, hai cái lốp xe này nó có thiết kế là khác nhau. Rồi đây là lốp xe CS3 dòng 10 kg tới 20 kg. Đây là lốp xe này nó có vật liệu làm bằng nhôm. Đây các bạn có thể xem qua cái tem CSPA 20L, tức là 20 kg, vật liệu bằng nhôm. Nó thiết kế một cái tấm led này, nó bao hết cái khung này để nó bảo vệ cái trên rotor bên trong, mà nó dùng cái vít để bắt lại, để cố định lại và dán cái tem lên. Rồi đây là vật liệu bằng nhôm, sử dụng bằng phi 6 đối với cái mức cân này. Đây tương đối là nhẹ nha các bạn, tại vì nó nhỏ, thiết kế cái mức cân có 20 kg thôi. Rồi bên này thì lốp xe là lốp tấn. Các bạn có thể thấy mã là CSPA 1T, tức là 1 tấn. Điện trở là 20V và số seri. Ở đây logo và Made in Korea nó nằm ở đằng này. Đây nếu các bạn xem lớn lên, các bạn sẽ thấy đây Made in Korea trên cái lốp xe. Thiết kế cái vít bằng thép. Số seri nó sẽ dán thêm một cái nữa, nó dán ở bên hông này là phốt. Rồi về thiết kế thì dây tương đối là dài. Rồi độ dày của lốp xe nó cũng sẽ khác nhau. Ở đây các bạn có thể xem độ dày, và thấy đây bằng phân biệt, có thể là gấp đôi. Đây hai cái là khác nhau. Lốp xe này sử dụng là phi 12. Rồi đây là dòng lốp xe dùng cho dạng kéo. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video này.